Đến pha đám cưới của bạn trai cũ, cô gái bất ngờ bị cưới luôn làm vợ nữa. Vào cuối tháng trước, Karik Aba, 20 tuổi, ở miền trung Lombok, Tây Nusa Tenggara, Indonesia, đang chuẩn bị làm lễ cưới với vị hôn thê của mình, thì bạn gái cũ của Aba bất ngờ xông tới. Cô gái yêu cầu anh chàng phải cưới cô làm vợ thứ hai và tuyên bố mình không thể sống nổi nếu thiếu Aba. Thay vì đuổi Juanita đi, cô dâu của Karik, Kotima lại gây bất ngờ hơn khi đồng ý đề nghị này. Kotima nói với Karik rằng cô chấp nhận tình cũ làm vợ hai của anh chàng. Do đó, Karik đã kết hôn với cả hai trong cùng một ngày. Kotima nói với các phóng viên Indonesia, bà gái cũ của chồng tôi, Juanita, đã phát hiện ra kế hoạch kết hôn của chúng tôi trên mạng xã hội khi có nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng. Chỉ vài phút sau khi chúng tôi, nhà gái, đến nhà Karik, chú rể, thì cô ấy cũng đến và yêu cầu chồng tôi phải cưới cô ấy. Vị hôn phu 20 tuổi cho biết anh rất sốc khi gặp lại bạn gái cũ. Họ quen nhau từ năm 2016. Thế nhưng sau khi nói chuyện với gia đình, thì anh đã quyết định kết hôn với cả hai người luôn. Cuộc hồi môn của nhà trai dành cho hai cô vợ đều giống nhau. Tôi không bao giờ có thể ngờ tới điều này và bị sốc. Nhưng sau khi nói chuyện với gia đình, tôi đã quyết định kết hôn với cả hai cô gái. Cuộc hồi môn cho cả hai là như nhau, 1,75 triệu rúp, tương đương 121 đô la Mỹ, chú rể trẻ cho biết. Như vậy, Karik Aba đã kết hôn với Nu Khusnul Kotima, 20 tuổi, cư dân của thôn Batu Gulung, Nang Prabhu, miền trung Lombok làm vợ đầu tiên, và Juanita Ruri, 21 tuổi, cư dân của thôn Sade, làng Rambitan, miền trung Lombok làm vợ thứ hai. Tin tức về vụ scandal đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Indonesia và bản thân Karik Aba cũng cảnh báo những người đàn ông Indonesia khác không nên noi theo gương anh ta, vì họ sẽ khó có thể nuôi được hai người vợ một lúc. Chuyện này không dễ đâu, tôi khuyên những ai chưa kết hôn đừng như tôi. Mọi chuyện không dễ như tưởng tượng, sau này sẽ khó lắm. Chàng trai 20 tuổi cho hay hiện mình vẫn đang sống trong căn nhà thuê của anh trai và trong tình trạng thất nghiệp. Sắp tới anh dự định sẽ qua Malaysia nhằm thử vận may và kiếm việc làm, trong khi để hai người phụ nữ ở nhà. Hiện tại dù chỉ mới biết nhau rất ít, nhưng hai người vợ trẻ cho biết họ sẵn sàng làm việc cùng nhau khi chồng vắng nhà.